Sáng nay, ngày 23 tháng 1, đoàn công tác của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai đã đi thăm tặng quà và chúc Tết các đơn vị quân đội, các xã biên giới thuộc huyện Đức Cơ. Theo đó, đoàn đã tặng quà Ủy ban Nhân dân xã Gia Tom, Ủy ban Nhân dân xã Gia Nan và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Nhân dịp này, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai và Công ty Phát triển Hạ tầng Khu Kinh tế cũng đã tặng quà 30 hộ nghèo thuộc xã Gia Tom và xã Gia Nan, huyện Đức Cơ, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Osanao Vương quốc Campuchia đã sang thăm và chúc Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Tại đây, hai bên đã cùng chia sẻ những thông tin quan trọng để tiếp tục duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa các lực lượng chức năng tại khu vực biên giới và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân hai bên biên giới. Đồng thời khẳng định các lực lượng chức năng sẽ phát huy những tiềm năng lợi thế của mỗi bên, thực hiện nghiêm pháp luật của mỗi nước để góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.